Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Không nằm ngoài dự đoán của giới phân tích, chiến sự tại dải Gaza tiếp tục leo thang ngày càng ác liệt và đẫm máu hơn. Các cuộc không kích của quân đội Israel kéo dài liên tục từ chiều cho đến đêm qua với cường độ và tần suất tấn công được đánh giá là ác liệt nhất trong 3 ngày qua. Số thương vong của cả hai phía Palestine và Israel được ghi nhận liên tục tăng và đã gần chạm ngưỡng 8.000 người, gồm cả số người chết và bị thương. Cơ quan Y tế Palestine tại Gaza đêm 9 tháng 10 thông báo đã tiếp nhận thêm hàng chục người chết và bị thương chỉ trong ít giờ, chưa kể các cuộc không kích mới nhất giữa đêm chưa được thống kê. Chiến dịch không kích từ sáng 7 tháng 10 đến tối qua 9 tháng 10 của quân đội Israel vào Gaza đã khiến tổng cộng 687 người chết, hơn 3.700 người Palestine bị thương. Trong khi đó, ở khu vực biên giới phía bắc Israel, giáp Lebanon, căng thẳng cũng đang gia tăng một cách đáng lo ngại. Quân đội Israel đêm 9 tháng 10 thông báo đã bắn phá 3 vị trí của phong trào Hồi giáo vũ trang Hezbollah ở biên giới phía nam Lebanon. Cuộc bắn phá nhằm đáp trả một vụ bắn tên lửa trước đó từ nam Lebanon vào phía bắc Israel, nhưng không gây thương vong. Trước đó, truyền thông Israel cho biết quân đội nước này hồi chiều 9 tháng 10 đã đụng độ với một nhóm vũ trang xâm nhập từ phía nam Lebanon, khiến 3 binh sĩ bị thương. Lực lượng Hezbollah cũng đã ra thông báo xác nhận có 9 thành viên thiệt mạng trong cuộc oanh tạc của Israel, đồng thời khẳng định đã mở 2 cuộc tấn công đáp trả nhằm vào một trung tâm chỉ huy của quân đội Israel ở khu vực Jaril. Trong một phát biểu tối qua, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas kêu gọi Liên Hiệp Quốc và cộng đồng quốc tế lập tức có hành động can thiệp nhằm ngăn chặn một thảm họa nhân đạo tồi tệ xảy ra với người Palestine tại dải Gaza. Về phần mình, một người phát ngôn của lữ đoàn cảm tử Al-Qassam, cánh vũ trang chủ lực của phong trào Hồi giáo Hamas ở dải Gaza, khẳng định rằng lực lượng này đã sẵn sàng cho một cuộc chiến đấu lâu dài với Israel. Cũng trong đêm 9 tháng 10, nguồn cung cấp nước sinh hoạt cho dải Gaza đã bị cắt đứt hoàn toàn. Trước đó, chính quyền Israel cũng đã cắt nguồn cung cấp điện, đồng thời phong tỏa hoàn toàn các lối ra vào vùng đất này. Bước sang ngày thứ 3 sau cuộc tấn công của phong trào Hồi giáo Hamas, sáng ngày 7 tháng 10, vào nhiều điểm tại Israel, hãng AFP dẫn thông báo của lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết, trong đêm 8 tháng 10, không quân và pháo binh nước này đã tấn công hơn 500 mục tiêu của Hamas và nhóm vũ trang Hồi giáo Jihad tại dải Gaza. Trong khi đó, tính đến ngày 9 tháng 10, hơn 700 người Israel thiệt mạng và khoảng 1.200 người khác bị thương do các cuộc tấn công của Hamas. Để trả đũa, Israel đã không kích khoảng 800 mục tiêu tại dải Gaza, làm ít nhất 413 người Palestine thiệt mạng. Trong đó, một tòa nhà 14 tầng, tòa nhà cao nhất tại dải Gaza, đã bị tiêm kích Israel dội bom đánh sập hoàn toàn trong chiến dịch mang tên Kiếm Sắt Iron Sword, nhằm đối phó cuộc tấn công quy mô lớn của phong trào vũ trang Hamas. Một số nguồn tin ở Gaza cho biết ít nhất 198 người Palestine đã thiệt mạng trong cuộc tập kích này. Trong một dấu hiệu có thể leo thang hơn nữa, pháo binh Israel đã đáp trả hỏa lực súng cối từ Lebanon và tấn công bằng máy bay không người lái vào một đồn của lực lượng dân quân Hezbollah do Iran hậu thuẫn dọc biên giới phía bắc của Israel. Hezbollah tuyên bố đã pháo kích một vị trí quân sự của Israel trong khu vực lãnh thổ tranh chấp gần biên giới với Lebanon, ở cao nguyên Golan bị chiếm đóng. Quân đội Israel IDF đã gọi tái ngũ hàng chục ngàn quân nhân từ lực lượng dự bị để chuẩn bị đưa tới khu vực nam quốc gia này. Ngày 8 tháng 10, nhà lãnh đạo Benjamin Netanyahu thông báo nước này đã hoàn thành giai đoạn đầu tiên của chiến dịch kiếm sắt nhằm đáp trả cuộc tấn công quy mô lớn từ dải Gaza. Trung tá Jonathan Conrissert, người phát ngôn của lực lượng phòng vệ Israel cho hay, khoảng 1.000 tay súng Palestine đã tham gia vào các cuộc tấn công của Hamas hôm 7 tháng 10. Khoảng 100.000 quân nhân dự bị của Israel đã được triển khai đến khu vực miền Nam, trong bối cảnh các lực lượng phòng vệ Israel đang giao tranh để đẩy các tay súng Hamas ra khỏi lãnh thổ nước này và sơ tán người dân ra khỏi khu vực biên giới. Trong phiên họp kín ngày 8 tháng 10, một số quốc gia thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã chỉ trích cuộc tấn công quy mô lớn của phong trào Hamas nhằm vào Israel. Tuy nhiên, theo giới ngoại giao, diễn biến tại cuộc họp trên cho thấy thiếu sự nhất trí giữa các nước thành viên tại cơ quan này. Tại phiên họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, các đại diện của Mỹ và Israel đã kêu gọi thể chế đa phương
lên án cuộc tấn công của lực lượng Hamas nhằm vào nhà nước Do Thái. Mặc dù vậy, theo các nguồn tin ngoại giao, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc không xem xét đưa ra tuyên bố chung, chứ chưa nói đến một nghị quyết mang tính ràng buộc. Trong khi đó, một số quốc gia thành viên, trong đó có Nga, bày tỏ hy vọng Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc dành sự tập trung lớn hơn tới các biện pháp giải quyết tình hình hiện nay thay vì lên án Hamas. Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Vasily Nebenzia nêu rõ, thông điệp của tôi là ngay lập tức chấm dứt giao tranh và tiến tới ngừng bắn, cũng như khởi động những cuộc đàm phán có ý nghĩa. Ông cũng nhấn mạnh, tình hình hiện nay là một phần kết quả của những vấn đề chưa được giải quyết. Ngày 9 tháng 10, tờ The Wall Street Journal đăng tải video quay lại cảnh loạt hệ thống phòng không vòm sắt của Israel đánh chặn loạt rocket nhóm vũ trang Hamas bắn từ dải Gaza sang trong đêm giao tranh thứ hai 8 tháng 10. Kể từ khi mở cuộc tấn công bất ngờ vào ngày 7 tháng 10, Hamas đã bắn hàng ngàn quả rocket về phía Israel. Sau khi bị tấn công, Israel cũng không kích đáp trả. Giao tranh hai bên khiến hàng trăm dân thường thiệt mạng. Hệ thống phòng không vòm sắt của Israel được đánh giá là một trong những hệ thống tốt nhất thế giới, nhưng nó dường như đã không thể vô hiệu hóa hoàn toàn cuộc tấn công tên lửa của Hamas hôm 7 tháng 10. Bình luận về hiệu quả của hệ thống vòm sắt, nhà sử học quân sự và giám đốc bảo tàng lực lượng phòng không Nga, Yuri Kunotov cho hay, mặc dù đây là hệ thống phòng không tiên tiến và tinh vi, nhưng nó cũng có những nhược điểm có thể bị đối phương khai thác. Đầu tiên, một khẩu đội vòm sắt chỉ có thể bảo vệ một khu vực tương đối nhỏ, khoảng 150 km vuông. Thứ hai, vòm sắt cực kỳ hiệu quả khi đối phó với một số lượng ít các mục tiêu đang lao tới, tất cả đều tiếp cận từ cùng một hướng. Trong trường hợp có một cuộc tấn công dữ dội hơn với ít nhất khoảng 100 quả tên lửa, vòm sắt thường không hiệu quả như kỳ vọng và có tới 90% số tên lửa vượt qua nó tấn công các mục tiêu đã định. Nắm được điều này nên nhiều chuyên gia quân sự đánh giá các chiến binh Hamas đã cố tình phóng nhiều loạt tên lửa từ nhiều hướng khác nhau để áp đảo hệ thống vòm sắt của Israel. Hơn nữa, một tên lửa đánh chặn của vòm sắt có giá ít nhất 20.000 đô la, trong khi tên lửa mà Hamas sử dụng, mối đe dọa mà các hệ thống vòm sắt thường xuyên phải đối phó, chỉ có giá khoảng 2.000 đến 3.000 đô la mỗi quả. Được nhà thầu quốc phòng Rafael Advanced Defense System của Israel phát triển vào cuối những năm 2000, vòm sắt được triển khai lần đầu tiên vào năm 2011. Và kể từ đó, lực lượng phòng vệ Israel IDF tích cực sử dụng để chống lại các cuộc tấn công bằng tên lửa. Vòm sắt được thiết kế đánh chặn và tiêu diệt tên lửa đạn đạo và đạn pháo bắn từ khoảng cách 4 đến 70 km. Một khẩu đội vòm sắt thường bao gồm một vài đơn vị phóng, mỗi đơn vị có khoảng 20 tên lửa đánh chặn, một đơn vị radar và một đơn vị điều khiển. Quân đội Israel cho biết 90% tên lửa bay tới không phận Israel đã bị vòm sắt phá hủy, tuy nhiên còn 10% đã vượt qua nó. Các nhà phân tích phương Tây cho rằng số lượng lớn đạn pháo, rocket bắn vào Israel có thể khiến hệ thống vòm sắt bị quá tải. Bộ trưởng Bộ Chiến lược Israel ông Ron Dermer cho biết, tính đến tối 8 tháng 10 theo giờ địa phương đã có 700 người Israel thiệt mạng trong cuộc xung đột và 2.000 người khác bị thương, theo đài CNN. Về phía Palestine, Bộ Y tế nước này đã báo cáo rằng có 413 người Palestine thiệt mạng và hơn 2.300 người bị thương kể từ khi giao tranh bùng nổ hôm 7 tháng 10. Theo hãng tin AFP, cuộc xung đột giữa Israel và phong trào Hamas của người Palestine đang tác động đến an ninh toàn cầu với việc nhiều quốc gia tăng cường an ninh tại một số khu vực có cộng đồng người Do Thái sinh sống. Trong khi đó, cuộc xung đột cũng tác động đáng kể tới nền kinh tế thế giới, đặc biệt là áp lực lạm phát mới. Ngày 8 tháng 10, cảnh sát thủ đô London của Anh thông báo tăng cường tuần tra sau cuộc tấn công của nhóm Hamas vào Israel và sự đáp trả của Israel trong ngày 7 tháng 10. Theo đó, cảnh sát London cho hay, cảnh sát đã tăng cường tuần tra an ninh trên khắp các khu vực London để đảm bảo sự hiện diện rõ ràng và sự yên tâm cho cộng đồng. Bộ trưởng Nội vụ Anh Suella Braverman cảnh báo không khoan nhượng đối với chủ nghĩa bài Do Thái hoặc tôn vinh chủ nghĩa khủng bố trên đường phố của Anh. Hãng AFP đưa tin, chính phủ Pháp tập trung tăng cường an ninh tại các giáo đường và trường học Do Thái khắp nước. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gérald Darmanin cũng gửi công điện khẩn tới các quan chức khu vực về việc tăng cường giám sát an ninh và bảo vệ các địa điểm cộng đồng người Do Thái ở Pháp. Dân số Do Thái ở Pháp ước tính có hơn 500.000 người, lớn nhất ở châu Âu và lớn thứ ba trên thế giới, sau Israel và Mỹ.
Trong khi đó, cảnh sát Đức tăng cường bảo vệ các cơ sở của người Do Thái và Israel trong lúc một số người ủng hộ Palestine xuống đường biểu tình sau cuộc xung đột giữa Israel và phong trào Hamas. Bộ trưởng Nội vụ Đức Nancy Faeser nói với tờ Bild rằng thủ đô Berlin, cảnh sát đã tăng cường ngay lập tức. Bà Faeser cho hay chính phủ liên bang và các chính quyền địa phương đang phối hợp chặt chẽ. Ở Canada, cảnh sát thủ đô Ottawa thông báo tăng cường hiện diện tại các khu vực tôn giáo nhạy cảm. Cảnh sát Ottawa cho hay, cuộc tấn công hôm nay vào Israel có tác động đến cộng đồng của chúng tôi ở Ottawa. Chúng tôi đã tăng cường sự hiện diện của cảnh sát tại các khu vực có ý nghĩa tôn giáo, bao gồm giáo đường Do Thái và nhà thờ Hồi giáo. Ở một diễn biến khác, một số nước gồm Iran, Lebanon, Thổ Nhĩ Kỳ, Yemen và Iraq chứng kiến nhiều cuộc biểu tình ủng hộ Palestine. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!